Đức Phúc tậu xe tiền tỷ sau một năm cày cuốc, đáng chú ý nhất là phản ứng của Hòa Minzy. Quán quân Giọng Hát Việt 2015 đã tự thưởng cho mình chiếc xế hộp có giá bình dân bằng sức lao động của mình. Từ khi lột xác về ngoại hình, Đức Phúc ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp ca hát với nhiều bản hit và đặc biệt hơn là bắt đầu cầm trong tay những giải thưởng âm nhạc có uy tín của hội đồng chuyên môn. Mới đây trên trang cá nhân, Đức Phúc khoe ảnh chiếc xế hộp tiền tỷ mới được tậu sau thời gian chạy show không ngừng nghỉ. Học trò Mỹ Tâm từng tiết lộ lịch diễn một năm trước kia chỉ bằng một tháng hiện tại. Nhờ vậy mà sau một năm trời chạy show không mệt mỏi, nam ca sĩ đã tích lũy được một khoản thu nhập để lo cho bản thân và gia đình. Chỉ sau một năm chạy show, Đức Phúc tiếp tục mang về cho mình chiếc xe 8 tỷ sau khi mua nhà. Sau một năm mọi thứ đã thay đổi, không chỉ có cuộc sống ổn định hơn mà Đức Phúc còn có thể tậu chiếc xe hơi riêng từ tiền cát-xê. Đây là phương tiện giúp cho nam ca sĩ dễ dàng di chuyển đến các địa điểm. Ngay sau khi khoe hình ảnh chiếc xế hộp vừa tậu, Đức Phúc nhận khá nhiều lời chúc từ đàn chị như Hòa Minzy, Hương Tràm, Lý Phương Châu. Không những thế, một trong những người chị thân thiết nhà Hoa Dâm Bột hài hước bình luận, chuyển khoản lại chị 6 triệu hôm trước nha em, khiến fan không thể bật cười. Nam ca sĩ còn nhận khá nhiều lời chúc từ fan hâm mộ. Trước đó Đức Phúc cũng bộc bạch rằng anh hiện đây là trụ cột kinh tế của cả gia đình. Hàng tháng anh đều gửi tiền về để chu cấp cho bố mẹ và em trai. Bố mẹ không nói gì, nhưng qua những hành động của họ tôi cảm nhận được họ tự hào về mình như thế nào. Mỗi lần tôi muốn tặng một món đồ, bố mẹ lại chụp hình và đem đi khoe. Riêng em trai, ngày trước không thích chụp hình với anh, còn bây giờ thì chụp suốt, thậm chí còn xin chữ ký cho bạn. Từ chàng trai 18 tuổi ngây ngô và mộc mạc ngày nào, Đức Phúc đã hút sự chú ý lớn về thay đổi phong cách. Ngoài vẻ bề ngoài, không thể phủ nhận giọng hát cũng như suy nghĩ của quán quân Giọng Hát Việt 2015 đã trưởng thành hơn rất nhiều.